khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU phỏng tay trên Bayern thương vụ Harry Kane. Bayern đồng ý bán Pavard cho MU giá 30 triệu euro. Quỷ đỏ bất ngờ quay lại hỏi mua Osimhen. Maguire vẫn chưa chịu rời khỏi Man United. MU phỏng tay trên Bayern thương vụ Harry Kane. MU được gọi tên trong việc Harry Kane lưỡng lự gia nhập Bayern Munich dù câu lạc bộ này đạt thỏa thuận khoản phí với Tottenham. Tờ Bild tiết lộ là có một câu lạc bộ giấu tên đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn Bayern Munich cho Harry Kane. Họ sẽ trả anh một khoản lót tay đáng kể kèm chế độ lương thưởng hấp dẫn để cập bến vào mùa hè sau theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hợp đồng với Tottenham. Sky Sports cập nhật thêm trong ngày thứ năm, ngày 10 tháng 8. Ngày càng có nhiều khả năng Harry Kane ở lại với London dù Tottenham cuối cùng cũng đồng ý bán anh cho Bayern Munich với giá vượt mức 100 triệu sau 3 lần gạt phát. Có những suy đoán rằng MU chính là đội đứng phía sau tính phá đám gã khổng lồ Bundesliga, bởi hồi đầu hè họ là người muốn có Harry Kane hơn cả. Tuy nhiên sau đó thì Erik ten Hag và MU đã quyết định dừng thương vụ do bị chủ tịch Levy làm khó cũng như định giá quá cao. Dù vậy thì theo báo chí nước Anh, vị thuyền trưởng Quỷ đỏ chưa bao giờ hết thích chân sút tuyển Anh. Với việc là Harry Kane mới 20 tuổi và vẫn chưa cần bao lâu để thích nghi ngoại hạng Anh, MU có thể cố thuyết phục Harry Kane đến Old Trafford vào năm sau. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán và theo các tin tức mới nhất từ Atlantic, Harry Kane đã đồng ý cập bến Bayern Munich với hợp đồng có thời hạn 4 năm. Khung sầm bóng đá Đức kỳ vọng sẽ hoàn tất việc ký với Harry Kane trong hôm nay để biến anh thành cầu thủ lương cao nhất đội với 400.000 bảng một tuần. Bayern đồng ý bán Pavard cho MU giá 30 triệu euro. Quỷ đỏ đang tiến bước lớn trong việc đưa về Benjamin Pavard khi kết quả đàm phán mới đây với Bayern cho thấy hùng xám sẵn sàng nhả Pavard với mức giá 30 triệu cho Quỷ đỏ trong mùa hè này. Không thể phủ nhận MU đã hoạt động rất tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi ký hợp đồng với thủ môn Andre Onana, tiền vệ Mason Mount và tiền đạo Højlund. Họ đã chi hơn 160 triệu bảng cho ba cầu thủ, song MU vẫn chưa dừng lại ở bàn shopping trong phiên chợ mùa hè năm nay. Với việc Harry Maguire trên đường chuyển sang thi đấu cho West Ham, huấn luyện viên Erik ten Hag của MU đang cần tìm một phương án thay thế để bổ sung nhân sự cho hàng phòng ngự. Một trong những mục tiêu mà ông thầy ten Hag rất khát khao đưa về cho đội bóng chủ sân Old Trafford là hậu vệ Benjamin Pavard của Bayern Munich. Hợp đồng hiện tại của hậu vệ người Pháp với hùng xám có hiệu lực đến hết tháng 6 năm 2024. Trên thực tế, huấn luyện viên trưởng Tuchel của Bayern tỏ ý giữ lại hậu vệ 27 tuổi, nhưng Bayern lại muốn tránh mất một cầu thủ quan trọng theo dạng hợp đồng tự do một khi Pavard đáo hạn hợp đồng vào năm sau. Trong 4 năm ở Bayern, Pavard đã đóng góp 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 174 lần ra sân. Điểm nổi bật và cũng được ông thầy ten Hag đánh giá rất cao về Pavard đó là sự linh hoạt, đa năng khi có thể đá ở vị trí trung vệ. Theo tờ Bild, MU đã tiến bước lớn trong việc đàm phán thỏa thuận cho tuyển thủ người Pháp. Cụ thể hơn, các cuộc đàm phán được tổ chức giữa các bên liên quan đã thu được tín hiệu khả quan khi cùng có được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng của tuyển thủ người Pháp. Theo đó, Bayern sẵn sàng bán Pavard cho MU với mức giá 30 triệu. Đây được coi là tiền đề để họ tiến những bước tiếp theo trong việc chính thức có được sự phục vụ của Pavard. Cá nhân Pavard trước đó từng bày tỏ mong muốn được chơi dưới quyền của ten Hag. Việc đưa về Pavard sẽ giúp ông thầy người Hà Lan ten Hag có thêm sự toan tính cho Quỷ đỏ. Anh hứa hẹn sẽ là đối trọng với những Diogo Dalot hay Aaron Wan-Bissaka ở vị trí hậu vệ phải. Bên cạnh đó, việc mua về Pavard cũng sẽ mang lại cho ten Hag nhiều cơ hội hơn để chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ. Đây là điều không hề xa lạ gì với nhà vô địch World Cup khi có kinh nghiệm thi đấu trên cánh phải trong sơ đồ ra sân với 3 hậu vệ. Một chi tiết nữa không thể bỏ qua đó là MU rồi đây sẽ thực hiện thực hóa với cặp hậu vệ trong mơ của đội tuyển Pháp. Không thừa khi nhắc lại Raphaël Varane và Benjamin Pavard đã chơi ăn ý và góp công lớn cho việc đoạt danh hiệu vô địch World Cup của đội tuyển Pháp trên đất Nga. Đó là lý do thôi thúc MU đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Pavard từ Bayern. MU bất ngờ quay lại để hỏi mua Victor Osimhen. Do chấn thương của Højlund nặng hơn dự kiến nên Quỷ đỏ sẽ phải thay đổi kế hoạch và hỏi mua Osimhen ngay ở hè này. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2023, MU đã chi ra 164 triệu bảng để mang về 3 tân binh của Mason Mount, Andre Onana và Rasmus Højlund. Højlund được coi là người sẽ đá cao nhất trên hàng công của Quỷ đỏ, san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Rashford. Tuy nhiên, tiền đạo người Đan Mạch lại bị phát hiện chấn thương lưng dẫn đến việc anh có thể phải ngồi ngoài trong phần đầu của mùa giải. Chính vì vậy, MU đang tìm kiếm thêm một tiền đạo nữa trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa. Hợp đồng của Osimhen sẽ hết hạn vào hè năm 2025 và MU ban đầu có ý định sẽ liên hệ với anh trong năm tới, khi cầu thủ này còn thời hạn hợp đồng 1 năm. Như vậy thì mức giá sẽ rẻ hơn rất nhiều, nhưng với việc Højlund chấn thương nặng hơn dự kiến, Quỷ đỏ sẽ phải thay đổi kế hoạch hỏi mua Osimhen ngay ở hè này. Khó khăn cho MU là Napoli đang tìm cách thuyết phục Osimhen ký hợp đồng mới với mức lương tăng đáng kể. Chính vì vậy mà Quỷ đỏ sẽ cần phải nhanh chân đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Nigeria. Ngoài Osimhen, MU cũng đang theo đuổi một ngôi sao khác từ Serie A, đó là tiền vệ Sofyan Amrabat của Fiorentina. Ngôi sao người Maroc được cho là đã đồng ý với các điều khoản cá nhân và giờ chỉ là chờ chốt giá chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ. Ngân sách chuyển nhượng của MU trong hè 2023 sẽ tăng lên đáng kể nếu họ hoàn tất việc đẩy đi một loạt cầu thủ không thường xuyên đá chính như các hậu vệ Harry Maguire, Eric Bailly, Brandon William hay các tiền vệ Fred, Van de Beek và Scott McTominay. Maguire vẫn chưa chịu rời khỏi Old Trafford.
West Ham vẫn đang chờ xem liệu Harry Maguire có tham gia cùng câu lạc bộ mùa bóng mới hay không sau khi The Hammer đã đồng ý mức phí 30 triệu bảng với Man United dành cho trung vệ tuyển Anh. Hậu vệ 30 tuổi Harry Maguire vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc rời khỏi sân Old Trafford sau khi hai câu lạc bộ là West Ham và MU thống nhất khoản phí 30 triệu cho anh. Maguire đã phải vật lộn để sống xứng đáng với mức giá chuyển nhượng 80 triệu bảng của mình. Con số khổng lồ vẫn chưa được một hậu vệ Premier League nào vượt qua. Mặc dù bản hợp đồng mới của Man City với Josko Gvardiol giá 78 triệu bảng mới tiệm cận mức phí cao ngất ngưỡng. Sau một mùa bóng chuyên ngồi dự bị, Maguire vẫn có thể khăng khăng ở lại Man United, nơi anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2025 với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, hoặc chờ xem liệu những lời đề nghị khác có đến với mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè hay không. Trong khi đó, West Ham hy vọng Maguire sẽ thấy được nhiều lợi ích khi về chơi bóng cùng họ. Huấn luyện viên David Moyes rất quan tâm đến trung vệ 30 tuổi trước lúc thảo thuận về các điều khoản cá nhân, nhưng vẫn đang chờ xác nhận của Maguire cho động thái này. West Ham đảm bảo cung cấp cho tuyển thủ người Anh thời gian thi đấu ổn định trước Euro vào mùa hè tới. Cùng lúc, huấn luyện viên Moyes sẽ xem xét bổ nhiệm anh làm đội trưởng ngay lập tức. Sau khi Declan Rice gia nhập Arsenal, Maguire đã bị tước băng đội trưởng tại Man United bởi ông thầy Erik ten Hag, người đang lên kế hoạch cho mùa giải mới mà không có kế hoạch sử dụng anh cho hàng phòng ngự. Trong lúc chờ đợi, Maguire chuyển đi khỏi Man United chỉ 4 năm sau vụ hợp đồng kỷ lục trị giá 80 triệu. Erik ten Hag đang cân nhắc một số lựa chọn ở hàng phòng ngự trước khi bắt đầu mùa giải. Cựu đội trưởng của Quỷ Đỏ đã phải chịu đựng một phong độ khủng khiếp và không thể phục hồi sự nghiệp tại Old Trafford dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan sau khi ông đến từ Ajax vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 30 tuổi không thể đá chính trong phần lớn mùa giải qua của Man Đỏ. Anh chỉ có 35 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng trong mùa giải 2022-2023. Theo các nguồn tin, MU sẵn sàng trả cho Harry Maguire 10 triệu bảng để chia tay Quỷ Đỏ trước khi chuyển đến West Ham. Thậm chí đội bóng thành Manchester cũng chấp nhận trả thêm phần lương mà West Ham có thể cung cấp cho Maguire vào khoảng 120.000 bảng mỗi tuần, trong khi anh nhận 190.000 bảng tại Old Trafford. Thực tế, cầu thủ này cũng đang hy vọng việc khoác áo West Ham sẽ phục hồi phong độ của anh và cho phép Maguire tích lũy thời gian thi đấu, đảm bảo lọt vào danh sách của Gareth Southgate để góp mặt ở tuyến sau của Tam Sư. Tuy nhiên, Maguire vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc đi hay ở lại MU, khi mà cuộc chơi mùa giải ngoại hạng Anh mùa giải tới đã gần như hơi thở. Maguire vẫn chưa chịu rời khỏi Old Trafford. West Ham vẫn đang chờ xem liệu Harry Maguire có tham gia cùng câu lạc bộ mùa bóng mới hay không sau khi The Hammer đã đồng ý mức phí 30 triệu bảng với Man United dành cho trung vệ tuyển Anh. Hậu vệ 30 tuổi Harry Maguire vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc rời khỏi sân Old Trafford sau khi hai câu lạc bộ là West Ham và MU thống nhất khoản phí 30 triệu cho anh. Maguire đã phải vật lộn để sống xứng đáng với mức giá chuyển nhượng 80 triệu bảng của mình. Con số khổng lồ vẫn chưa được một hậu vệ Premier League nào vượt qua. Mặc dù bản hợp đồng mới của Man City với Josko Gvardiol giá 78 triệu bảng mới tiệm cận mức phí cao ngất ngưỡng. Sau một mùa bóng chuyên ngồi dự bị, Maguire vẫn có thể khăng khăng ở lại Man United, nơi anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2025 với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, hoặc chờ xem liệu những lời đề nghị khác có đến với mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè hay không. Trong khi đó, West Ham hy vọng Maguire sẽ thấy được nhiều lợi ích khi về chơi bóng cùng họ. Huấn luyện viên David Moyes rất quan tâm đến trung vệ 30 tuổi trước lúc thảo thuận về các điều khoản cá nhân, nhưng vẫn đang chờ xác nhận của Maguire cho động thái này. West Ham đảm bảo cung cấp cho tuyển thủ người Anh thời gian thi đấu ổn định trước Euro vào mùa hè tới. Cùng lúc, huấn luyện viên Moyes sẽ xem xét bổ nhiệm anh làm đội trưởng ngay lập tức. Sau khi Declan Rice gia nhập Arsenal, Maguire đã bị tước băng đội trưởng tại Man United bởi ông thầy Erik ten Hag, người đang lên kế hoạch cho mùa giải mới mà không có kế hoạch sử dụng anh cho hàng phòng ngự. Trong lúc chờ đợi, Maguire chuyển đi khỏi Man United chỉ 4 năm sau vụ hợp đồng kỷ lục trị giá 80 triệu. Erik ten Hag đang cân nhắc một số lựa chọn ở hàng phòng ngự trước khi bắt đầu mùa giải. Cựu đội trưởng của Quỷ Đỏ đã phải chịu đựng một phong độ khủng khiếp và không thể phục hồi sự nghiệp tại Old Trafford dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan sau khi ông đến từ Ajax vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 30 tuổi không thể đá chính trong phần lớn mùa giải qua của Man Đỏ. Anh chỉ có 35 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng trong mùa giải 2022-2023. Theo các nguồn tin, MU sẵn sàng trả cho Harry Maguire 10 triệu bảng để chia tay Quỷ Đỏ trước khi chuyển đến West Ham. Thậm chí đội bóng thành Manchester cũng chấp nhận trả thêm phần lương mà West Ham có thể cung cấp cho Maguire vào khoảng 120.000 bảng mỗi tuần, trong khi anh nhận 190.000 bảng tại Old Trafford. Thực tế, cầu thủ này cũng đang hy vọng việc khoác áo West Ham sẽ phục hồi phong độ của anh và cho phép Maguire tích lũy thời gian thi đấu, đảm bảo lọt vào danh sách của Gareth Southgate để góp mặt ở tuyến sau của Tam Sư. Tuy nhiên, Maguire vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc đi hay ở lại MU, khi mà cuộc chơi mùa giải ngoại hạng Anh mùa giải tới đã gần như hơi thở.